Đồng thời, ở Nhật Bản cũng mãi đến thế kỷ 17 này, ngành luật tôn Phật giáo mới được phục hưng dưới triều Đức Xuyên năm 1603 đến năm 1876. Thời này lại có hai ngành luật chủ hình thức như Diệu Pháp Luật của luật sư Tịnh Nghiêm ở Jedo và Chánh Pháp Luật của luật sư Từ Vân ở Kawachi. Cả hai có vài liên hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với ngành tân luật tôn của Duệ Tôn trước kia. Với những tài ba và giỏi phạn ngữ của hai ngài đã làm sống dậy ngành luật tạc Ấn Độ khá lớn nơi nước Nhật. Tại Việt Nam, tuy được trực tiếp ảnh hưởng ngành luật tôn của Phật giáo Trung Hoa rất lâu đời về tinh thần Đại Thừa Luật khá sâu rộng, nhưng sử liệu về luật tôn Phật giáo Việt Nam thật là thiếu thốn, chỉ có sử liệu về thiền tôn là đầy đủ hơn cả. Mãi đến thời cận đại mới nổi tiếng những bậc tiền bối hữu công trong việc chấn hưng Phật giáo Việt Nam, mà các ngài là những bậc trì luật đệ nhất và đã từng phiên dịch, chú thích về ngành này, đồng thời cũng tích cực giảng dạy giới luật khá phổ cập khắp nơi. Như ở miền Bắc có ngài Vĩnh Nghiêm, ngài Tuệ Tạng, ngài Trí Hải, vân vân. Ở miền Trung có ngài Phước Huệ, ngài Đôn Hậu, ngài Mật Nguyện, ngài Trí Thủ, ngài Mật Hiện, vân vân. Ở miền Nam có ngài Khánh Hòa, ngài Khánh Anh, ngài Long Triều, ngài Kim Huê, ngài Vạn An, ngài Thiện Hòa, ngài Hành Trụ, ngài Trí Tịnh, ngài Huệ Hưng, vân vân. Đó là những luật sư của hệ Bắc Tông Phật giáo. Còn những luật sư theo hệ Nam Tông Phật giáo được nổi tiếng có các ngài Hộ Tông, ngài Bửu Chân, ngài Thiện Luật, ngài Ấn Lâm, ngài Giới Nghiêm, vân vân. 4. La Mã, chủ yếu của giới luật Phật giáo. Giới luật Phật dạy ta chủ yếu là phải sống đúng luật nghi, nghĩa là tùy theo thời đại, hoàn cảnh xã hội, sống cho sao đúng pháp, thích hợp với luật đạo và cả luật đời. Có nghĩa là ta phải luôn luôn đề cao cảnh giác để giữ chánh hành, nhiếp tâm, thiểu dục, tri túc, thường xuyên kiểm điểm từ hành vi ngôn ngữ trong mỗi ngày để nâng cao đời sống phạm hạnh, mỗi ngày một thăng hoa và tiến bộ. Muốn thế, ta phải vận dụng phương tiện và năng lực của giới để đoạn trừ các điều ác, tích cực tu tạo những điều lành, cải tiến bản thân và tư tưởng, chế ngự phiền não, làm cho thâm tâm thanh tịnh, không còn những khuyết điểm, dù một khuyết điểm nhỏ. Một khi mà thân tâm đã điều phục được rồi, thì ta tiếp cận với cuộc đời trong xã hội sẽ luôn luôn được an nhiên tự tại và giải thoát ngay trong tất cả mọi việc. Vì bây giờ ta kiến lợi kiến danh như nhãn trung trước tuyết, thị sắc thị không như thạch thượng tài hoa. Cho nên ngài Xuyên Thiền Sư đã khẳng định người tu hạnh lúc nào cũng phải thấy sắc không can dự sắc, nghe thinh không nhiệm thinh, sắc thinh không quái ngại, mới đến pháp vương thành. Bởi lẽ đó nên Bác Hồ Chí Minh đã nói: 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người, là có ý dạy rằng trồng cây thì dễ mà trồng người thì khó. Muốn đào tạo con người thành bậc vĩ nhân để ít nước lợi dân, thì phải chịu khó bền bỉ rèn luyện uốn nắn những người có ý chí và ý tưởng cao thượng,
phải gieo vào tâm thức của họ những hạt giống cao quý mới có kết quả tốt đẹp lâu dài. Ngõ hầu thành bậc anh tài trong thiên hạ. Cũng thế, môn luật học Phật giáo là những hạt giống giới luật cao quý để gieo vào tâm thức và uốn nắn những người tu hành có chí đức để thành người phạm hạnh, dứt sạch phiền não, sáng suốt giác ngộ, an nhiên giải thoát hiện tiền và làm tiền trình vững chắc cho thánh quả tương lai. Từ đó mới có những cột phướng giới của Phật giáo Việt Nam lần lượt vươn cao cứu khổ ban vui cho mọi người bằng thân giáo, khẩu giáo và ý giáo như chư Phật, chư Tổ và các bậc tiền bối của chúng ta. Cho nên, chủ yếu của giới luật là để xây dựng con người lành mạnh cả thể xác lẫn tâm hồn. Nó đào tạo thành những nhân vật kiểu mẫu rất ích lợi cho đạo, cũng như cho đời quá khứ đến hiện tại và cả tương lai cũng thế. Nhờ sự duy trì và phát triển giới luật mà làm cho chánh pháp được tồn tại và nhân gian được hạnh phúc. Giới luật còn là đức nghiệp căn bản để thực hành thành tựu hạnh tự lợi, lợi tha của Phật dạy. Sau đây, ta có thể học tập theo lời dạy của Ngài Kiết Nguyệt Luật Sư. Giới luật là thọ mạng của Phật Pháp, tức là giới luật còn thì Phật Pháp còn. Vì sao? Vì có tịnh giới, có chân tăng tu trì giới hành, thì những tội nặng nhẹ đều không che ngăn hoen ố được chân tăng. Nhờ đó mà đạo được mở rộng, đức được trùng xa, các giáo lý cạn sâu, đốn tiệp đều được xiển dương truyền bá, mình tu dạy người tu đều được lên bờ giác, theo dấu trước mở đàn sau, tiếp nối ngọn đèn huệ để sáng tỏ đạo màu. Đó gọi là giới luật còn thì Phật Pháp còn. Chủ yếu của giới luật Phật giáo là ở đây. Theo đây, ta có thể thấy được những hình ảnh chân tăng trong lịch sử Phật giáo từ xưa đến nay. Đó là những vị đầy đủ phạm hạnh, nhân cách, giới đức, trí tuệ và đại nguyện, đã làm rõ nét về vai trò và sứ mạng của Như Lai trong thời kỳ vàng son của Đức Phật thuở xưa tại Ấn Độ. Vì các ngài là phước điền của chúng sanh, là bậc trung tôn trong tứ chúng, nên luôn thể hiện qua hình ảnh tích cực, dấn thân hòa mình trong xã hội. Nhất bát thiên gia phạn, cô thân vạn lý du, kỳ vi sanh tử sự, giáo hóa độ xuân thu. Mô hình của thời kỳ chánh pháp đơn giản theo nguyên thủy như thế. Sau này, khi Phật giáo du nhập vào Việt Nam, thì hình ảnh các chân tăng tiếp nhận phải tùy theo mỗi giai đoạn lịch sử mà trở thành những hình ảnh sống động và thể nhập để đem đạo vào đời, thực sự dấn thân vào xã hội. Các ngài có khi trở thành là một người lái đò như Đỗ Thuật Pháp Sư, là cố vấn nhà vua như Khuôn Việt Thái Sư, Ngô Chân Lưu, là quốc sư như Vạn Hạnh Thiền Sư, là tổ sư thiền như Vua Trần Nhân Tông, là người thợ đúc đồng như Minh Khuôn Thiền Sư, là tướng lãnh như Tuệ Trung Thượng Sĩ, hoặc là tổ thầy thuốc như Ngài Tuệ Tịnh Đại Sư. Trong lịch sử cận đại, hình ảnh các chân tăng Việt Nam đã linh động và tích cực hơn như Ngài Toàn Nhật Thiền Sư đã nói: xưa nay việc nước việc nhà, cứu dân giúp nước ai mà chẳng nên. Luật rằng phương tiện xảo quyền, từ bi lợi vật, pháp truyền xưa nay. Đó là hành động nhiệt tình, vô ngã vị tha, mình vì mọi người, quyết tâm xây dựng xã hội không biết mỏi, làm cho đất nước yên bình, càng ngày càng phồn vinh hạnh phúc, mọi người già trẻ được ấm no, thì đạo pháp cũng từ đó mà được tồn tại. Nên thời hiện tại, một tăng sĩ đã thố lộ: nguyện đem thân xác mọn này tô bồi đạo pháp, dựng xây đạo tràng, cúng dường tam bảo nghiêm trang,
làm cho đời đạo ngày càng đẹp tươi, người người no ấm thành thơi, thế gian hạnh phúc, nơi nơi thái bình. Mẫu người chân tăng đức hạnh đầy đủ, khả năng và tinh thần hy sinh cao độ như thế, mãi mãi là ánh sáng soi chung cho mọi thế hệ để làm tốt đạo đẹp đời trong quá trình xuyên suốt của dòng lịch sử Phật giáo Việt Nam. Ngày đây, dưới ánh sáng soi đường của phương châm hoạt động Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thì hình ảnh các chân tăng được phát huy vai trò một cách tích cực hơn nữa, nghĩa là các tu sĩ chúng ta phải ý thức trách nhiệm, muốn tiếp hiện và dấn thân, trước phải giữ tròn giới luật, sau mới ứng dụng thành công trong việc xây dựng đạo pháp và dân tộc. Như thế, đạo Phật mới thực sự trường tồn trong lòng dân tộc Việt Nam, góp phần phồn vinh cho tổ quốc hùng cường, để sớm đưa nước nhà tiến lên ngang tầm thời đại văn minh khoa học của thế giới. Trong đó có công lao đóng góp tích cực và trong sáng của các giới tu sĩ đạo hạnh đáng tôn kính nhất trong thời đại chúng ta.